Bạn Đức đi đâu từ chiều giờ mà giờ tối mịt chưa về con? Đi nhậu chứ đi đâu má? Sao con không khuyên nó? Nhậu nhẹt hoài sức khỏe nào chịu nổi. Trời, khuyên cái gì nổi mà khuyên. Rượu ăn trong máu ổng rồi, bây giờ bỏ cái là ổng chết liền đó. Lấy nhầm thằng chồng không ra gì thiệt là chán chứ. Phải chi hồi đó tía má đừng có ép con là được rồi. Tía má cũng đâu có về mà nó tác tệ dữ vậy. Hồi đó cứ nghĩ là con lấy nó như vậy là tốt cho con. Chắc kiếp trước con ở ác lắm hay sao mà kiếp này trả quả. Nhưng mà nói gì nói cũng phải đi kiếm nó ngang. Để khuya rồi, nó ngủ bờ ngủ bụi, trúng gió trúng mái mệt lắm nghe con. Má cứ lo hoài à, chút xíu nữa thôi là ông trọi đầu về rồi nè. Sao chồng mà con nói chuyện giống như người dưng vậy con? Mai mốt có cái gì là con ân hận lắm đó. Mà thôi, chút xíu nữa đi. Chứ bây giờ chả đang nhậu á, cái ra đó cái chả chửi sùm lên tỏ vẻ ta đây này mệt. Con ơi, con ơi, mai con đi chợ mua cho má mớ trầu nghe. Đây nè, tiền đây nè. Mua trầu rồi có mua cao không má? Cao còn, chỉ mua trầu thôi. Ủa mà tiền ở đâu má có vậy? Ờ thì hôm bữa con Lan nó gặp rồi nó. Má còn không? Còn còn chút hà. Má cho con mượn đi, mai đi chợ. Còn có nhiêu đây ngang. Ừ thôi con lấy đi. Con mượn hết nha. Ờ. Thôi, để con qua nhà ông Bảy Hợi coi chả có nhậu bệnh không.